Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì Biển Xanh chia sẻ và dẫn anh chị mình xem một lô đất giá rẻ nằm trên trục đường chính TC5 trong lòng khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất là 35 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Vị trí hôm nay nằm trên trục đường chính TC5 anh chị nhé. Con đường này kết nối giữa công viên 7 Kỳ Quan, công viên Khủng Long và quỹ đất để xây trường cấp 1. Vị trí hôm nay là một lô đất hướng nam, có diện tích là ngang 5 dài 20, tổng diện tích trên sổ là 100m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn xây dựng tự do anh chị nhé. Và bây giờ Biển Xanh sẽ xác định vị trí chính xác lô đất ngày hôm nay cho anh chị mình xem. Trên màn hình chính là vị trí lô đất ngày hôm nay, ngang là 5m và dài sâu xuống dưới là 20m, tổng diện tích trên sổ là 100m2 hướng nam, vỉa hè trước đất rộng 3m và lòng đường nhựa là 8m, đây là con đường trục chính TC5. Và lô này có giá rẻ chỉ có 1 tỷ 450 triệu anh chị nhé, nằm ngay trên trục đường chính, gần ngay công viên Khủng Long. Hướng nam, một vị trí rất là đẹp để anh chị có thể mua an cư lập nghiệp để dành hoặc để đầu tư sinh lời. Ngang 5 dài 20 anh chị nhé, 100m2, đất thổ cư full. Quý anh chị mình xem được video này của Biển Xanh thấy nó phù hợp với tài chính và nhu cầu của mình thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline quen thuộc trên màn hình. Em sẽ dẫn anh chị mình xem đất nhé. Hướng nam rất là mát mẻ anh chị nhé. Đường này là đường trục chính TC5, đường rất là to và rộng, vỉa hè lớn, gần công viên Khủng Long và công viên 7 Kỳ Quan. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống nhé!